Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em giới thiệu về được hai con lộc khủng nha bác, gọi là siêu khủng, cũng khá là hiếm. Đó là một con lộc là Ramsa, có nghĩa là Panasonic đấy các. Ramsa là một cái hãng của Panasonic nha. Và một con lộc BBS XCS 960 huyền thoại nha bác, hàng bãi Mỹ về. Hai con đều gọi là đẹp long lanh nha. Em báo giá luôn rồi em sẽ vào chi tiết để các bác cùng xem tại sao em gọi là hài lập khủng. Tại vì những con này nó là dòng chuyên nghiệp nha các bác. Chuyên nghiệp, các bác vừa có thể nghe nhạc rất là hay và vừa có thể hát karaoke. Nó phải chuyên nghiệp là nên nó sử dụng giải tần nó sang sát nhau, để các bác có thể canh chỉnh được cái nhiều cái tần số nó gọi là thấp nhất hay là sang sát với nhau, nên các bác nghe được tiếng nó sẽ mượt hơn. Đó là gọi là những y-qua chuyên nghiệp. Còn những y-qua thường thì nó sẽ rút ngắn lại cái cần, lại nó còn chỉ 10 hoặc là mười mấy cần thôi. Còn qua chuyên nghiệp nó sẽ tận dụng hết tất cả cái tần số sang sát nhau. Nếu các bác nào mình chuyên về những qua laser thì các bác nghi thì em nói các bác cũng đã hiểu rồi. Và canh chỉnh những dòng mà chuyên nghiệp này nó không phải, nó đơn giản với người chơi lâu năm, nhưng mà nó phức tạp với những người mới chơi. Nhưng mà mình mò ngày hai ngày là các bác chỉnh là ok thôi. Nó sở hữu tới 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 khoảng hăm mấy 30 cần một vế các bác. Cứ cho nó là 30 cần một vế đi. Đấy. Tại như con XCS 960 là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 cần cho mỗi vế. Còn em Ramsa thì là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 cần cho mỗi vế nha các, 33 cần mỗi vế. Đây là cái volume to nhỏ. Hai em này đều có volume làm rề to nhỏ hết nha các bác. Và hầu như cái dòng chuyên nghiệp thì nó có đầy đủ các tính năng như là cân bằng bass và cân bằng hai bass đầy đủ hết nha. Nên là nó chơi rất là hay. Còn Ramsa này là 7.800.000 nha các bác. Mới tin nha, 7.800.000. 33 cần cho mỗi vế. Con này là cấu hình của Technic 8075 này các bác. Nó y chang vậy thôi, nhưng mà con Ramsa nó chuyên nghiệp hơn, nó nâng cấp về công suất hơn. Giá nó hợp lý hơn. Và đây là BSS XCS 960. Con này hàng bãi nha bác. Hàng bãi Mỹ nha. Hai cầu điện, điện 120 và 240. Bãi đẹp xuất sắc nha. Con này mà chính hãng Việt Nam thì chính hãng BBS Việt Nam họ nhập về họ bán là hơn 40 triệu nha các bác. Hơn 40 triệu con EQ này nha. Nếu các bác mình sử dụng AV thì em sẽ gửi cho các bác cái rack chuyển đổi này để ra AV các bác cắm nha. Đấy. Nó có một vào ra này, đấy như cắm vào này. Còn đó bác, các bác nào mình xài ba lăng mà xài cho bộ dàn karaoke kém từ vang xuống thì mình không cần cái chuyển đổi này. Còn nếu các bác cần nghe nhạc thì em sẽ gửi một bộ chuyển đổi cho bác các bác nha. Đây là thương hiệu BBS 960 là của Anh Quốc nha các bác, xuất cho thị trường Mỹ nha. Nó sử dụng 4 cầu rồi. Mình hiện tại đang để điện 120 này các bác, 120. Các bác xài điện 240, 220 thì chuyển qua chuyển cầu qua nha. Hiện tại nó từ Mỹ về thì nó xịn 120. An Lan, Anh Quốc nha. Con này thì nghi cực kỳ nét rồi. Con này giá 9 triệu rưỡi nha các bác, 9 triệu rưỡi. Hàng bãi xịn nha các bác. Những con này hiếm lắm, khó tìm luôn nha. Bắt đầu mình đang sử dụng những cái con bot á, bot 1006 CD6 hay là 1008 CD6 rồi giúp. Con này là gọi là tuyệt vời ông mặt trời, tại vì nó giống nghe hay và cái mèo nó y chang con bot nha các bác. 9 triệu rưỡi nha các bác. Đối tác giúp với bot 1006 và bot 1008 đây. Đập con này đập hộp chính hãng tại Việt Nam BBS, BSS hơn 40 triệu nha các bác. BSS XCS 960 các bác có thể tham khảo trên mạng. Đây là những cái volume cho hai kênh, chế độ cân bằng hai bass đấy, đầy đủ nha. Đây là con Ramsa mới tin rồi. Phía bên sau Ramsa thì có đường ba lăng và đường AV cho các bác luôn nha. 30W 100V, con này là hàng nội địa Nhật 100V nha. Ramsa 9330 30W. Còn em này như em này
Em này lên tới mất rồi. Con này tới 40W là các bác. Con này siêu khủng luôn. 40W nha, còn 960 này 40W là một cái quạt siêu khủng. 40W. Và con Technic thì 30W nha. Con này giá 7.800, còn đây giá 9.500 nha các bác. Này hiếm hơn. Con này tìm đâu ra? Còn em này thì có hàng. Lâu lâu cũng có hàng nhưng em này thì khó. Con 960 này là 9.500, còn con Ramsa là 7.800. Sau đây em mở nắp đây các bác cùng xem nha. Vâng, và đây là nội thất của hai em Equai khủng long bảo chúa nha các bác. Này mình xem trước con test Ramsa 9330 là Technic 8075 đây các bác. Nói chung này nó mới tinh rồi các bác. Con này các bác vừa nghi vừa há gọi là hết thuốc luôn. Có hình siêu khủng nha. Đó là Technic 8075 nè các bác. Nhưng mà logo Ramsa. Họ nâng cấp cái phần ba lăng cũng như công suất lên. 7.8. Và đây là con 960 BSS XCS nha các bác. BSS XCS 960. Đấy các bác thấy nó cấu hình lớn này sử dụng nguồn xuyến, cái nguồn của một equalizer mà ngang ngửa với cái nguồn của âm ly tầm cao cỏ các bác. Rất là to. Và nó sử dụng IC rất là nhiều. Một con IC giải mã là BM942AG này các bác. Và còn lại là những con IC của Mexico. Rất là nhiều. Và bộ phận đẩy công suất của nó này sử dụng 4 sò nha các bác. Công suất đẩy lên tới 40W nha. Con này các bác sưu tầm chơi chứ nó khó mà tìm, khó hiếm. Để về được một con hàng Mỹ. Nếu các bác muốn sử dụng điện 200 gia đình thì chuyển cầu qua. Đẹp xuất sắc nha. Một con 9.500, một con 7.800 nha bác. Chuyển khoản đủ em đều bớt 200.000 cho mỗi sản phẩm nha. Còn cọc tiền thì cọc 1.000.000 trở lên em ship hàng. Hai con này về cực đẹp nha. Tôi em chào, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh của em nha. Ấn vào nút đăng ký góc phải màn hình. Một thao tác rất là nhẹ nhàng đơn giản thôi nhưng mà góp phần ủng hộ kênh. Vâng, em chào tất cả các bác. Thì đây là dòng em máy dòng Equalizer Mỹ và Nhật cập bến. Quay em giới thiệu các bác là bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì alo cho em. Thì trước mắt các bác là những sản phẩm nó phân khúc từ 5.000.000 trở lên như con hai con Marantz đèn nước. Rất là phục hợp với các bác, mình có thể hát karaoke, vừa có thể ghép với những con Marantz như là 74D hoặc là những con Sansui 67 lợi tra, 77 lợi tra, 74D, 84D những dòng mạch đen. Rất là tầm tiền, giá là 5.200.000 em được, em về được hai con nha. Marantz EQ 551 nha các bác. 2, 4, 6, 8, 10 cần cho mỗi vé. Có đèn nước. Đẹp xuất sắc nha. Đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Điện 100V. Giá là 5.200.000. Các bác ở xa có thể cọc tiền, cọc khoảng 1.000.000 trở lên em ship hàng hoặc là chuyển khoản đủ em lại bớt 200. Còn 5.000.000. Còn cọc tiền thì vẫn giá 5.200.000 nha các bác. Và đây là những con lật Mỹ ADC. ADC em mới về thêm một con SS11 này. SS11. Và một con S2MK2. SS2MK2 nha bác. Và đây là con SS2IC, hai con. Hai con SS2IC. Đẹp keng hết nha các bác. Đều có quai phía trước là quai inox sáng bóng. Đẹp long lanh nha, những con này hàng đấu bay về. Điện sử dụng là điện 120 đến 120. Đấy, có thể đẹp keng. Rất là nhiều công ra công vào. Hàng chỉ việc để các bác chọn thôi, còn đồ đẹp thì khỏi công vào. Giờ em sẽ báo giá những con ADC này nha. Đây là con ADC SS11 nha các bác. 2, 4, 6, 8, 10 để cần cho mỗi vé. Có đèn cần và đèn tia phía hai bên. Đèn cần, đèn tia. Con SS11 này giá là 7.000.000 nha. Đẹp long lanh nha các bác. Mới tinh. Và tiếp theo đó là con SS2MK2. Con này là con MK2 nha. Có đèn tia. Những con này đều có volume tăng chỉnh cho hai vế, có nghĩa là có thể làm rề và có thể nâng tiếng được nha các bác. Đây là những cái volume mình nâng tiếng đây. Đây là con SS2MK2 nha, con MK2.
2, 4, 6, 8, 10, 12 cần cho mỗi vế. Con này 7,5 triệu. 1, 2, 3. 3 con này đều là 7,5 triệu. Chứ con này là 7 triệu thôi nha các bác. Rồi đây là con SS2 MK2 7,5 triệu. Rồi đây là hai con SS2 IC 2, 4, 6, 8, 10, 12 cần. Đèn nước, đèn tia các bác cũng đều có năng tiếng và làm rề luôn nha. 12 cần và có đèn tia. Cũng là 7,5 triệu có hai con nha các bác, đẹp keng sape nha. Đặc trưng những dòng là lọc của ADC thì cho tiếng rất là khỏe và lực, nên là các bác thường có ví von câu là chơi lật Mỹ khỏe như voi. Là nhớ là những con ADC các bác. Con ADC S11 này là 7 triệu, còn lại là 7,5 triệu nha. Con MK2 7,5 triệu này. Con SS2 IC cũng 7,5 triệu này. Rồi đến những con lật Nhật, đó là con Sansui lớn nhất, đó là SE9 nha. 34W, SE9 có cần tự động nha các bác. Mới tin nha. Con này chạy 4 cầu điện nha. 100, 120, 220, 240, rất là tiện. Con này giá 11,5 triệu. Và con Victor XCR7, con này 9,5 triệu nha các bác. Con mới long lanh luôn nha. Victor SDR R7 nha.